chú nói phải có ánh sáng. Vì thế Thẩm Thanh Phong xả thân vì người, hộ tống các cô gái. Thẩm Thanh Phong Mặc kệ là ai, cũng đừng nghĩ động đến lão nương bảo vệ người. Có rất nhiều bối cảnh riêng tư, nếu để ý, chớ vào. Trầm Thanh Phong A Di Đà Phật, ta mặc dù đối với ngươi tốt, nhưng ta thật sự không thích ngươi, các ngươi. Mạc Hàng Tôi không tin, không thích tôi làm gì trăm phương ngàn kế đối tốt với tôi tiền bội đình nghe nói cậu hủy tiền là vì tiền lẻ viên vũ trinh vân tỷ không cần ta ngươi cũng không cần ta sao trương hân chỉ có cậu nói thay tôi bảo vệ tôi khi tôi vô danh hứa dương ngọc trác ngươi đã từng nói trên thảo nguyên tự do nhất không phải ngựa mà là dê nhưng ta cảm thấy tự do nhất rõ ràng là gió dương băng di chính là ngươi đem bụi nước hủy đi Ngươi bồi thường cho ta một tỷ tỷ. Trầm mộng giao. Ta là năm kỳ sống nhất, ngươi là năm kỳ cuồng nhất. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phân cao thấp. Đoàn nghệ tuyền. Anh là kẻ điên, tôi là kẻ ngốc, chúng ta triền triền miên miên đi chân trời gốc bể đi. Lưu Tăng Diễm. Em là người phụ nữ thuần khiết và cuồng giả nhất trong cảm nhận của anh. Anh có muốn thử không? Lưu Thiến Thiến còn nhớ Maria đoàn hồn thâm quyến năm đó không? Anh khen Phi Phi đẹp trai trước mặt tôi. Tả tịnh viện. Tuy rằng ta là ân cẩu, nhưng ngươi là ta thích nhất ngải tư thỏ tiền bối đâu. Có thật chính phú, cũng có giả chính phú, tương lai tương lai, hết thảy đều có khả năng. Chương 1 Làm việc tốt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 vào đoàn sau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tả hữu ghen Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Vì các ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Du đường tuần diễn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Âm mưu cùng cứu người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trở về Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Sinh bệnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Trung Thái Tuần Diễn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Khuyên Lưu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.